thịt hươu. Thưa bà con ta biết thịt hươu hết rồi bà con. Hươu nai vượn khỉ rồi ở trên núi rừng đó. Mà đây là thịt hươu. Thịt hươu tốt vô cùng, tốt vô cùng cho những người ăn, tốt vô cùng cho những người ăn thịt hươu. Nhưng mà không phải tốt như vậy là ai cũng ăn được đâu bà con. Có người không ăn được và có bệnh không ăn được. Cho nên phải kiêng, phải cử không nên ăn. Vì ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người không nên ăn thịt hươu, là những người bị gút, những người say rượu, uống rượu, nóng trong người, đang bệnh, bệnh mới khỏi bệnh, mới bớt bệnh, cao cao cái mà huyết áp, đái đái cái mà đái đường, sơ cứng, mạch máu, hẹp van tim, viêm thận, mụn nhọt, lỡ ngứa, là vui lòng không nên ăn thịt hươu. Mặc dù biết thịt hươu nó tốt vô cùng, nhưng mà những người có bệnh như vậy và những người như vậy thì vui lòng đừng ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người không nên ăn thịt hươu, là những người bị bệnh gút, say rượu, uống rượu, nóng trong người, đang bị bệnh, mới vừa khỏi bệnh, bà con ha, cao huyết áp, đái tháo đường, sơ cứng mạch máu, bà con thấy không, hẹp van tim, viêm thận, mụn nhọt và lỡ cái mà lỡ ngứa. Những người này vui lòng nhớ đừng ăn thịt hươu, nhớ để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con ơi. Ngoài ra thịt hươu nó tốt và nó tốt vô cùng cho sức khỏe đó bà con ạ. Nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nó tốt là thịt hươu nó tốt là nó giúp cho mạnh gân cốt. Đó, thịt hươu nó tốt cho nên nó giúp cho được mạnh gân cốt. Bổ trung ít khí lợi tỳ. Thận được tốt. Đau lưng tốt. Tốt cho việc nhức mỏi. Tốt cho việc di linh. Tốt cho việc di tinh. Liệt dương. Tốt cho tăng cường. Liệt dương được ổn định tốt. Tốt cho cơ bắp. Tốt cho việc vận động lao động nặng. Nâng cao thể lực. Tốt cho việc giảm mệt mỏi. Tốt cho việc xuất tinh sớm được hạn chế. Cổ tử cung lạnh của phụ nữ, bạch đới, ba bầu, phụ nữ đang cho con bú, tăng cường đề cái mà đề kháng. Đó, nó tốt vô cùng bà con ha. Thịt hươu là những người không nên ăn, ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi là người bị gút, say rượu, uống rượu, nóng đông người, đang bệnh, bệnh mới vừa khỏi vừa bớt, cao huyết áp, đái tháo đường, sơ cứng động mạch, van tim, viêm thận, viêm mọt, lửa ngứa. Còn ngoài ra thịt hươu nó tốt và nó tốt vô cùng. Thịt hươu nó tốt vô cùng, nó giúp cho mạnh gân cốt. Thịt hươu nó tốt là nó làm cho mạnh được gân cốt, bổ trung ít khí lợi tỳ, thận được tốt, đau lưng nhức mỏi di linh, đau lưng nhức mỏi di tinh, liệt dương, tăng cường tốt cho cơ bắp, tốt cho liệt dương, vận động lao động nặng tốt, nâng cao thể lực tốt, tốt cho việc giảm mỏi mệt, xuất tinh sớm, tốt cho việc xuất tinh sớm được hạn chế, tốt cho cổ tử cung lạnh, bạch đới, ba bầu, phụ nữ đang cho con bú, tăng cường đề kháng. Nhưng mà không phải nó tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu bà con. Nó tốt chúng ta ăn một tuần không quá, một tuần ăn không quá 400g, chia ra đều nhiều bữa đó ăn. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu bà con ha. Kênh chúng tôi mỗi ngày ra 4 video chuyên nói về đời sống và sức khỏe. Mong bà con chia sẻ để mọi người cùng biết và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. 4 video ngày nào cũng có, nói về đời sống và sức khỏe.
người nào, bệnh nào, nên ăn cái gì, nên uống cái gì đều có rõ. Cho nên mong rằng bà con đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Và video, 4 video hãy đến với bà con, cô bác của mình nhanh chóng. Bà con ơi, đăng ký dùm đi, đăng ký dùm đi, chia sẻ dùm đi bà con ơi. Bà con ơi, bà con ơi.